Trường Sa, một phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Để giữ vững chủ quyền, nhiều thế hệ ông cha đã đánh đổi bằng mồ hôi, công sức và cả xương máu, nước mắt. Quần đảo Trường Sa gồm hơn 100 đảo, bãi cạn, bãi đá, bãi ngầm với diện tích khoảng 180.000 km thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trong chuyến thăm bộ đội hải quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, nay ta có ngày, có trời, có biển, bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải gìn giữ lấy nó." Lời dạy ấy suốt hơn nửa thế kỷ qua đã được lực lượng hải quân Việt Nam nói riêng và nhân dân cả nước nói chung biến thành hành động, chung tay xây dựng, giữ gìn và khẳng định chủ quyền Trường Sa thiêng liêng. Đầu năm 1988, để ngăn chặn ý đồ của Trung Quốc đánh chiếm một số bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa, quyết tâm bảo vệ biển đảo của Tổ quốc, các lực lượng hải quân coi đây là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả, là mệnh lệnh trái tim của người lính. Cán bộ chiến sĩ các tàu hải quân làm nhiệm vụ ở Trường Sa đã chịu đựng bao khó khăn gian khổ, chạy đua cùng thời gian, củng cố tăng cường thế đứng trên khu vực quần đảo, chủ động bình tĩnh khôn khéo, thực hiện nghiêm các đối sách, kiềm chế đến mức tối đa vì nghĩa cử cao đẹp, giữ vững hòa bình hữu nghị. Song, bất chấp công lý và lẽ phải, ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc đã ngang nhiên và bất ngờ tấn công quân sự, lấn chiếm một số đảo của ta. Trước tình hình đó, các chiến sĩ Trung đoàn Công binh 83 của Quân chủng Hải quân nhận lệnh từ Sơn Trà, Đà Nẵng vào Cam Ranh, Khánh Hòa, cùng với lực lượng bảo vệ đảo của Lữ đoàn 146 của vùng 4 Hải quân ra Trường Sa, cắm mốc chủ quyền và xây dựng trên các đảo chìm. 20 giờ, ngày 11 tháng 3 năm 1988, tàu 604 do thuyền trưởng Vũ Phi Trừ quê Quảng Xương, Thanh Hóa đã nhổ neo từ Cam Ranh, chở theo công binh của Trung đoàn 83 và lực lượng giữ đảo của Lữ đoàn 146 ra xây dựng đảo Gạc Ma, Cô Linh thuộc cụm đảo Sinh Tồn, cách đất liền khoảng 500 km. Ngày 12 tháng 3 năm 1988, tàu HQ-605 thuộc Lữ đoàn 125 do thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn, quê Đông Sơn, Thanh Hóa, chỉ huy, được lệnh từ Đá Đông đến đóng giữ đá Len Đao trước 6 giờ ngày 14 tháng 3 năm 1988. Sau 29 tiếng hành quân, tàu 605 đến Len Đao lúc 5 giờ ngày 14 tháng 3 và cắm cờ Việt Nam trên đá san hô này. Ngoài ra, tàu HQ-505 của thuyền trưởng Vũ Huy Lễ đang làm nhiệm vụ trực tại Trường Sa, được lệnh từ đảo Đá Lớn tiến về phía Gạc Ma, Cô Linh. Khi tàu ta thả neo ở Gạc Ma và Cô Linh chiều ngày 13 tháng 3 năm 1988, ba tàu Trung Quốc bắt đầu di chuyển đội hình áp sát đảo. Bên ta dùng xuồng vận tải chở vật liệu xây dựng xuống đảo, đồng thời một nhóm chiến sĩ gồm Trung úy Trần Văn Phương và bốn đồng chí khác nhận lệnh vào đảo cắm cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền. Sáng sớm ngày 14 tháng 3 năm 1988, khi tổ cắm cờ và giữ cờ gồm 5 người do Trung úy Trần Văn Phương chỉ huy, cùng với khoảng 20 chiến sĩ công binh đang làm nhiệm vụ, thì bất ngờ 4 tàu Trung Quốc chạy đến. Một tàu đậu ở xa, còn 3 tàu áp sát đảo cách chừng 300 mét. Sau một thời gian uy hiếp tinh thần nhưng không được, liền sau đó, lính Trung Quốc dùng AK bắn xối xả vào các chiến sĩ trên đảo. Đồng thời tàu Trung Quốc dùng tất cả các loại hỏa lực tấn công tàu HQ-604 và những người lính Việt Nam trên đảo Gạc Ma. Tàu 604 của Việt Nam không có pháo hạm nên không thể đánh trả, bị chúng bắn thủng nhiều lỗ và chìm dần xuống biển. Lữ đoàn phó Trần Đức Thông, thuyền trưởng Vũ Phi Trừ và một số thủy thủ đã hy sinh cùng tàu ở khu vực đá Gạc Ma. Lúc đó, ông Hoàng Bùi Hải, quê Sầm Sơn, Thanh Hóa, đang làm nhiệm vụ trên con tàu HQ-604, được phân công làm đảo trưởng đảo Cô Linh. Trước tình thế tấn công bất ngờ của kẻ thù, ông Hoàng Bùi Hải đã cùng với các đồng đội nhanh chóng phản công. Mặc dù bị thương nặng, nhưng ông vẫn chỉ huy các chiến sĩ kiên cường bám đảo. Lúc mà Trung Quốc bắt đầu bắn thì lúc đó tôi đang làm nhiệm vụ là đang tổ chức cấp phát vũ khí trang bị và tổ chức cho anh em lau súng ở trên cái tàu 604 để chuẩn bị ăn lương khô, rồi là lau chùi vũ khí, rồi là đi giày, mặc quần áo để xuống thay cho
nằm quanh lá cờ để mà bảo vệ lá cờ, để thay cho cái khung của đồng chí Phương là lúc đầu mới xuống là chưa có vũ khí trang bị gì. Đấy, nhưng mà khi chúng tôi lấy vũ khí ra thì đang lau, chưa kịp là lau xong vũ khí thì Trung Quốc đã bắn rồi, cho nên chúng tôi chưa kịp xuống để thay cho khung của đồng chí Phương. Và sau khi Trung Quốc bắn mà chìm cái tàu 604 thì tôi bị thương rất nặng, và rất may là trong quá trình bị thương thì khi tàu chìm xuống thì tôi vớ được một cái tấm ván, cho nên mình ôm vào cái tấm ván đó, may là nổi được. Thì sau này anh em là đồng đội là ra là dìu tôi vào và đưa lên chuồng. Và trong quá trình mà lên chuồng thì nó rất chi là vất vả, và cũng lúc đấy là anh em cũng có lúc là có rất là dao động về tinh thần. Nên rất may là tôi là người đã trực tiếp là ở ngoài đảo là 4 năm, và đã công tác ở làm đại đội trưởng pháo binh của đảo Sông Tử Tây 4 năm. Do đó là có rất nhiều cái kinh nghiệm mà trong cái quá trình mà đi biển cũng như là ở ngoài đảo. Do đó là dù tôi bị thương nhưng mà tôi cũng là người rất tỉnh táo. Tôi nằm một chỗ không đi lại được, nhưng mà mất rất nhiều máu. Nhưng mà tôi vẫn là động viên anh em là bây giờ phải giữ vững tinh thần. Thông qua cái mà cái neo lại đảo, rồi thông qua cái là bắt cá ở đó ăn, thông qua cái bắt cua ở đó ăn để giữ gìn sức khỏe, để có cái sức để mà chiến đấu với lại cái đói, được cái rét, cái khát. Do đó là anh em tồn tại đến khi mà gặp được cái tàu của 505 cấp cứu. Vào lúc 6 giờ sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988, tàu HQ-505 của Việt Nam đã cắm hai lá cờ trên đá Cô Linh, cách đá Gạc Ma khoảng 5 km. Khi thấy tàu 604 của ta bị hỏa lực mạnh của địch bắn chìm, trước tình thế mất đảo chỉ trong gang tấc, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ với vai trò chỉ huy tàu 505 đã có một quyết định sáng suốt, vừa chiến đấu vừa nhanh chóng cho tàu mở hết tốc lực lao lên bãi đá ngầm Cô Linh, trở thành pháo đài giữ vững chủ quyền. Sau khi cứu được tàu HQ-505, ông Lễ tiếp tục cho người đưa xuồng đến cứu thủy thủ tàu HQ-604 bị chìm ở phía bãi Gạc Ma. Thì lúc này là lái không điều khiển được thì tôi dùng một máy tiến, một máy lùi để cho tàu quay mũi về phía đảo, chính vào phía đảo. Thì tàu cứ từ từ quay mũi về phía đảo, sau khoảng 4-5 phút thì tôi dùng hết tốc lực của hai máy chính tiến thẳng vào phía đảo, thì tàu lao vun vút vào trên đảo và 2/3 thân tàu đã nằm trên bãi cạn. Đã lên đảo rồi nhưng mà đối phương vẫn tiếp tục bắn tàu chúng tôi. Tôi nhìn sang đảo Gạc Ma thì thấy là thuyền máy rồi thì người trôi dạt ở trên đảo rất nhiều, trên biển rất nhiều, cho nên là tôi nghĩ ngay ở bên đấy còn có trên 100 cán bộ chiến sĩ đang cần sự cứu vớt của chúng tôi, cho nên là tôi lệnh cho anh em là kiểm tra hai xuồng cứu sinh. Thì ở dưới các đồng chí báo cáo lên là xuồng mạn phải bị bắn thủng, bắn nát ra rồi, còn mạn trái thì đang khắc phục. Thế và khi anh em khắc phục xong thì tôi lệnh hạ xuồng xuống. Tôi cử 5 đồng chí, trong đó có đồng chí Dương Hải Nam là bí thư đoàn chuyên trách, đi theo cái xuồng máy sang bên đảo Gạc Ma để vớt các đồng chí thương binh, tử sĩ. Ở hướng đá Len Đao, cách Gạc Ma khoảng 12 km, thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn ra lệnh cho tổ cắm cờ, rời tàu lên đảo Len Đao để cắm cờ. Khi thấy cờ của ta cắm trên đảo, các tàu Trung Quốc lập tức bao vây, phát loa yêu cầu tàu HQ-605 rời vị trí thả neo. Trước tình thế bị tàu địch áp đảo, thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn chỉ huy anh em ở các vị trí sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 14 tháng 3 năm 1988, tàu chiến Trung Quốc quay sang bắn mãnh liệt vào tàu HQ-605 của Hải quân Việt Nam. Thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn lệnh cho cán bộ chiến sĩ rời tàu để hạn chế thương vong. Tàu HQ-605 bị bốc cháy và chìm lúc 6 giờ ngày 15 tháng 3. Thì nhiệm vụ của tôi đến đó, một là nêu tàu ở đảo trên đảo, mà hai nữa là nêu tàu xong là cho bộ đội lên để cắm cờ trên đảo trên đảo. Khi đến đấy, tàu nêu thì chúng tôi thả xuồng xuống, thì một bộ phận là ở trên xuồng để vào cắm cờ, còn một bộ phận là trên tàu. Thế thì trong cái bộ phận, trong cái giữa cái lúc mà đang nhiệm vụ đấy thì bị Trung Quốc nã pháo, thì nã pháo tàu bốc cháy. Thì đó là cái mà tàu bốc cháy thì
cũng có tàu để ủi trên đảo, nhưng vì là tàu nó trúng vào con máy cho nên là không cơ động được. Đấy, tàu nó dần dần nó từ từ nó chìm. Lúc đó cái đầu tôi nó tê, hai nữa là cái đằng sau nó bị cháy, bị bỏng, nó đổ lên toàn bộ đằng sau. Ba là các cái mảnh đạn nó ấy vào người, là đa vết mảnh đạn. Giờ đây, ngày 14 tháng 3 là ngày không thể nào quên đối với những người lính đã chiến đấu vì chủ quyền biển đảo. 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bi hùng bảo vệ đảo Gạc Ma, Cô Linh, Len Đào thuộc quần đảo Trường Sa của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh bởi những hành động dã man của tàu chiến Trung Quốc. Với quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải quốc gia, các anh đã không hề run sợ, quyết không lùi bước, dũng cảm, ngoan cường, chấp nhận hy sinh để bảo vệ biển, đảo đến hơi thở cuối cùng. Máu xương các anh đã hòa vào lòng biển. Sự hy sinh của các anh đã để lại nỗi đau tột cùng cho những người mẹ, người vợ, trong ký ức khôn nguôi của những đứa con hàng ngày vẫn đau đáu mong cha về. Có một người phụ nữ ở thôn Bắc Hải, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, là chị Cao Thị Bình, vợ của một chiến sĩ hy sinh ở Trường Sa. Chị thường ra bãi biển, nhìn về phía khơi xa, nơi mà chồng chị, liệt sĩ Hồ Công Đệ, đã hóa thân vào sóng nước. Ngày ấy, cũng như bao lớp thanh niên khác, anh Hồ Công Đệ xung phong nhập ngũ. Trong thời gian tham gia quân ngũ, với những thành tích xuất sắc trong rèn luyện, anh được đơn vị giữ lại và cử đi học ngành quân y ở Hải Phòng. Trong một lần về nghỉ phép, hai người gặp nhau và bén duyên vợ chồng. Cưới nhau được 2 tháng, anh Đệ khoác ba lô lên đường vào Nam làm nhiệm vụ. Năm 1982, chị Bình sinh con gái đầu lòng, trong khi chồng đang làm nhiệm vụ ở phương xa. Một năm sau, anh Đệ được đơn vị cho nghỉ phép về thăm nhà. Những lần về thăm nhà ngắn ngủi, nhưng đó là những giây phút hạnh phúc, đoàn tụ cùng gia đình. Lần lượt sau đó, chị sinh cho anh thêm một gái, một trai, trong đó cậu con trai út là Hồ Công Được, chưa kịp nhìn mặt bố. Cuối năm 1987, anh Hồ Công Đệ được điều động ra Trường Sa. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, anh đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ đảo Gạc Ma. Sự ra đi của anh đã để lại nỗi buồn đau, trống vắng và gánh nặng gia đình cho người vợ với 3 đứa con thơ và bố mẹ già. Trong cái thời kỳ đó, nhưng mà cái tinh thần mẹ con thì hồi đó tôi chưa sinh thằng nhỏ thì quá là khó khăn. Nên rồi cũng nhiều cái mình thời bao cấp thì không có ai là giúp được ai, chỉ có mẹ con lam lầu bơi chải thì con này. Đứa thì 6 tuổi, đứa 4 tuổi, đứa thì đang có bầu thai thì sau trong thời gian đó sinh nở nó ra thì ở huyện, ở tỉnh thì họ cũng, rồi các công ty, rồi các ngành, các nghề họ cũng giúp được một phần nào để đứng dậy đi, để nuôi con ăn học lên. Kể từ khi liệt sĩ Hồ Công Đệ hy sinh, bà Dương Thị Đề, mẹ của anh, thường hay ngất xỉu khi nhớ đến con. Dù biết anh không về, nhưng mẹ vẫn chờ, vẫn đợi. Ngày chưa về với cha với mẹ, cho ai ngờ mà mất luôn. Nhớ xương rồi thì đêm thì không ngủ được, mà đang ngày cũng không ngủ được. Rồi đang ngày thì ngồi cái giường đi, đêm thì nằm trong nhà rất là cằn quại, cửa vô cửa ra. Bây giờ, trước bàn thờ tổ tiên, chị Cao Thị Bình cũng chỉ cầu mong hài cốt của người chồng, biết đâu một cơ may nào đó sẽ được tìm thấy để đưa trở về quê mẹ. Chuẩn bị đến ngày 14 tháng 3 thì gần đến, cũng là gần đến ngày giỗ của anh rồi, mẹ con cũng tập trung về để
cúng anh trong cái ngày giỗ của anh, thì trong cái lúc anh hy sinh ở đảo gặp ma, thì vợ con cũng đau xót và thương tiếc anh. Trong những ngày mà con đang còn thơ nhỏ, thì có cái anh trong khu đế sinh phù hộ cho con, cái vợ con, để anh khỏe mạnh, để làm ăn gặp được nhiều những sự may mắn. Con có công ăn việc làm ở gần của cái trong gia đình. Đến xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, chúng tôi gặp chị Đỗ Thị Hiền, vợ liệt sĩ Đỗ Viết Thành. Chị Hiền cho biết, năm 1985, anh đi bộ đội, đến năm 1987 được về phép. Hai người sinh được cô con gái là Đỗ Thị Thu. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, anh Đỗ Viết Thành đã hy sinh trong trận chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma. Kể từ khi lọt lòng đến nay, người con gái của liệt sĩ Đỗ Viết Thành chưa một lần được nhìn mặt bố. Những thông tin về bố, Thu chỉ được biết qua lời kể của mẹ. Từ khi anh Đỗ Viết Thành hy sinh, chị Đỗ Thị Hiền một mình tảo tần nuôi con ăn học. Giờ đây, Thu đã lập gia đình và trở thành một cô giáo. Thế nhưng, đối với chị Hiền, nỗi đau vẫn còn khắc khoải khi thân thể chồng mãi mãi nằm lại biển khơi. Mất chồng từ trẻ. Khi tôi đang còn trẻ thì giờ một mình lo hết công việc cửa đời. Thì đến cuối đời thì tôi cũng muốn là nhà nước lo cho một cái tàu, mà một chuyến tàu đã bị quân Trung Quốc đánh chìm đó. Thì cho cái chuyến tàu đó lên để tìm những các cái hài cốt của chồng tôi, gì còn nhiều của anh em nữa, lên để cho gia đình và vợ con khỏi phải đau khổ. Ông Hoàng Bùi Hải hiện là đại tá, phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Đối với ông, trận chiến bảo vệ chủ quyền đảo Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988 đã trở thành ký ức không bao giờ phai. Trong căn phòng làm việc, thỉnh thoảng ông vẫn dành những giây phút tĩnh lặng để tưởng nhớ đến các đồng đội đã anh dũng hy sinh nơi đảo xa. Cứ vào những ngày này, đại tá Hoàng Bùi Hải lại dở những dòng nhật ký viết về một thời gắn bó trên các đảo. Ông đã cho tôi xem những dòng tâm sự, động viên của nhân dân cả nước dành cho cán bộ chiến sĩ hải quân sau trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988. Thế là cái quyển nhật ký này là sau cái lúc mà cái trận chiến Gạc Ma năm 1988 đúng không anh? Quyển nhật ký này của tôi là sau khi mà tôi bị thương năm 1988 thì tôi vào điều trị tại quân y viện 75. Thì tôi có ghi lại tình cảm của nhân dân cả nước đến thăm để động viên anh em tôi trong lúc khó khăn. Để anh em tôi vượt qua những cái lúc mà bệnh tật, thương tật để điều trị cho nó nhanh bình phục. Và trong nhật ký này thì có cả những bác lãnh đạo, như bác Phan Văn Khải. Okay, lúc đó là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và viết vào nhật ký, rồi bác Trương Mỹ Hoa là phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đấy, các bác đã viết những cái dòng nhật ký mà anh em chúng tôi khi đọc cái dòng nhật ký đó thì tiếp thêm sức mạnh để anh em chúng tôi là điều trị cho nhanh, hồi phục vết thương để tiếp tục trở lại Trường Sa chiến đấu cùng đồng đội. Như cái bác Trương Mỹ Hoa bác đã viết là các đồng chí đang thay mặt cho nhân dân cả nước bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Các đồng Trường Sa đang ở trong tim chúng tôi và các đồng chí đang ở trong tim chúng tôi. Bác Trương Mỹ Hòa bác viết như thế. Và cũng có rất nhiều những người bạn, những cô giáo và những em học sinh đến thăm động viên và viết những phần thơ để chúng tôi là có thêm sức mạnh để mà chống chọi với lại cái vết thương và đồng thời nhanh chóng bình phục để trở lại công tác cùng với đồng đội. Đấy. Đấy, ví dụ như là cô Lưu Mỹ Hằng có viết là
vết thương anh ở trên vai mà đau nhói ở bên này anh ơi. Em là cô giáo nhỏ thôi, đến thăm anh chỉ có lời thân thương. Chiều nay em trở lại trường, gửi tình thương lại bên trường với anh. Rất là nhiều bạn, rất là cảm ơn bạn. Những vết thương trong trận chiến Gạc Ma năm 1988 vẫn còn hằn sẹo trên thân thể đại tá Hoàng Bùi Hải. Chúng thường làm ông quặn đau những lúc trái gió trở trời, nhưng cũng thôi thúc ông luôn cố gắng làm tròn nhiệm vụ mà Đảng và quân đội giao phó để xứng đáng với sự hy sinh của những đồng đội đã ngã xuống. Từ khi mà sức khỏe nó không còn được đảm bảo như trước nữa, thì tôi được chuyển về công tác tại quân sự địa phương. Và khi được về nhận nhiệm vụ ở công tác quân sự địa phương thì tôi cũng luôn luôn tâm niệm một điều là mình đã bỏ công, bỏ sức, thậm chí bỏ xương máu ra để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bây giờ được về công tác ở địa phương cũng là một vinh dự, là cũng là được niềm may mắn. Do đó chúng tôi cũng là phấn đấu hết sức mình để tu dưỡng, rèn luyện, rồi học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Và thông qua cái được về địa phương thì chúng tôi cũng thấy là mình cũng thổi thêm một cái luồng gió mới, một đem một cái tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo cho tất cả lực lượng vũ trang địa phương. Và thông qua các hoạt động của mình cũng làm dấy lên một cái phong trào là thanh niên tuổi trẻ của quê hương Thanh Hóa là hăng hái lên đường làm nhiệm vụ và sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ độc lập chủ quyền của Tổ quốc. 30 năm đã trôi qua sau trận chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo tại Trường Sa năm 1988. Biết bao máu xương đã hòa vào lòng biển, các anh đã dùng chính thân thể của mình để xây nên những cột mốc, nhắc nhở các thế hệ mai sau về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những đồng chí, đồng đội, những người may mắn trở về sau trận chiến bi hùng ấy vẫn nhắc lại sự kiện như một bài học lịch sử không được phép quên lãng. Từ cái ngày 14 tháng 3 năm 1988 cho đến hôm nay, nghĩa là cũng đã tròn 30 năm. Anh em chúng tôi tham gia chiến đấu bảo vệ lãnh thổ chủ quyền biển đảo ở ngoài đảo Gạc Ma. Thì cho đến bây giờ thì cá nhân tôi thì vẫn còn được tiếp tục công tác trong quân đội. Nhưng mà trong nhiều năm thì cũng rất trăn trở, băn khoăn là cái số anh em đồng đội hy sinh hiện nay thì cũng chưa tìm được xác. Thứ hai nữa là những đồng chí mà cùng chiến đấu với chúng tôi mà bị thương rồi bị địch bắt tù đầy được trao trả về thì bây giờ cuộc sống của anh em cũng có nhiều người đang rất khó khăn. Và cái mong muốn tốt nhất của anh em chúng tôi là tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm tạo điều kiện để các anh đã từng chiến đấu ở Gạc Ma bớt đi những phần gian khổ khó khăn, đặc biệt là trong cái đời sống, rồi trong cái sinh hoạt hàng ngày cũng như là công ăn việc làm của con cái. Trong trận hải chiến Trường Sa năm 1988, có mặt nhiều người con ưu tú của Thanh Hóa, trong đó có hai thuyền trưởng là Vũ Phi Trừ và Lê Lệnh Sơn, có một thuyền phó là Lê Đức Hoàng, một đào trưởng là Hoàng Bùi Hải. Với sự hy sinh cao cả vì chủ quyền biển đảo Tổ quốc, thuyền trưởng tàu HQ604 Vũ Phi Trừ đã được truy tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Anh hùng liệt sĩ Vũ Phi Trừ sinh ra trên vùng quê giàu truyền thống cách mạng, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương. Vào tháng 2 năm 1975, khi mới 18 tuổi, ông gia nhập quân đội, được đào tạo tại trường sĩ quan chỉ huy kỹ thuật hải quân. Sau khi ra trường, ông được điều về làm phó tàu HQ604 rồi thuyền trưởng. Khi xảy ra sự kiện hải quân Trung Quốc xâm lược, khiêu khích và lấn chiếm Trường Sa, Vũ Phi Trừ cùng tập thể tàu luôn quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong trận chiến không cân sức để bảo vệ đảo Gạc Ma, ông đã hy sinh khi mới 31 tuổi. Hôm nay, trong căn nhà nhỏ tại quê hương anh hùng liệt sĩ Vũ Phi Trừ, nhiều người đã đến dâng hương cho ông, bày tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc. Ông chính là tượng đài bất khuất giữa vòng tròn bất tử Gạc Ma, giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về những trang sử của Trường Sa, tiếp bước cha anh sẵn sàng nhận nhiệm vụ ra nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với cái sự hy sinh của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Phi Trừ thì để tiếp bước cái truyền thống cách mạng của quê hương, rồi lớp lớp thế hệ đi trước thì Đảng rồi nhân dân cũng đã luôn luôn giáo dục cái truyền thống cách mạng đó cho thế hệ trẻ
trong các nhà trường, trường trung học cơ sở, trường tiểu học, rồi thậm chí trường mầm non. Đấy, thì cũng tổ chức cho các cháu hiểu biết về truyền thống, sự hy sinh của anh hùng Vũ Phi Trừ, rồi xuống gia đình, rồi chăm sóc trong gia đình anh hùng lượng vũ trang Vũ Phi Trừ để tiếp bước cái truyền thống cách mạng của anh, rồi tô thêm cái truyền thống cách mạng cho quê hương ở Quảng Khê anh hùng. Trong những ngày tháng 3 này, cũng như nhiều địa phương khác, những người đồng đội luôn có mặt kịp thời để động viên, chia sẻ những đau thương mất mát, những khó khăn của các gia đình thân nhân liệt sĩ Gạc Ma suốt thời gian qua. Hôm nay đến thăm gia đình thì vừa là kể lại cái trận chiến đấu là ở Gạc Ma. Chúng ta anh em rất là dũng cảm, tuy tuổi trẻ nhưng mà rất là kiên cường, rất là dũng cảm, vượt lên mọi khó khăn để mà chiến đấu giữ lại đảo, giữ lại là những cây gì thiêng liêng của Tổ quốc. Đến bây giờ nó khẳng định là bất khả xâm phạm ở khu vực quần đảo Trường Sa, trong đó có Cố Linh Liên Đao của Gạc Ma. Thì báo cáo lại với gia đình nhân cái ngày chuẩn bị giỗ thắp hương tri ân đồng đội. Dẫu biết vinh quang nào cũng được xây đắp từ gian khổ, khó khăn và đau thương, mất mát. Sự hy sinh của những người lính Gạc Ma vẫn là nỗi đau trong lòng thân nhân, bạn bè, đồng đội và nhân dân cả nước. Song từ nỗi đau ấy, từ sự hy sinh ấy, những người ở lại quyết phấn đấu xây dựng một Trường Sa mạnh mẽ và hiên ngang, xứng đáng với những người đã khuất. Anh linh của anh hùng liệt sĩ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội, nhân dân, tiếp tục xây dựng và bảo vệ các đảo và quần đảo, để Trường Sa mãi là tiền tiêu, canh giữ cho đất liền êm ả trước mọi sóng gió. Trong chiến tranh thì là cũng có mất mát, có đau thương, nhưng mà mình cũng phải nén cái đau thương lại để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thì cũng tự hào về người anh của mình. Gia đình chúng tôi thì cũng tự hào về anh. Thì anh nói chung là anh mất, nhưng mà anh mang lại thì cho đất nước mình làm cái chủ quyền và tự hào cho con cháu sau này để noi theo tấm gương của anh. Những cánh hoa vàng thắm, cánh hạt trắng bình yên, làn hương trầm thơm ngát và lời nguyện cầu lặng lẽ trên sóng biếc giữa vùng biển Gạc Ma của quần đảo Trường Sa thân yêu. Nơi ấy, những người lính đang yên nghỉ. Nơi ấy, những trái tim của cả nước đang hướng về. Hãy yên lòng, hỡi những người lính Gạc Ma. Những người thân sẽ không quên các anh. Đồng đội sẽ không quên các anh. Đất mẹ sẽ không quên những người con ưu tú đã ngã xuống. Anh linh 64 anh hùng liệt sĩ sẽ mãi trường tồn cùng quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc thân yêu.